Xin chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và ngày hôm nay trong chương trình Mindfulness Grade 2, cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài học tiếp theo, đó là bài số 11, Unit 11. Trước tiên thì các con hãy lật sang trang sách số 50 và trang sách số 51 để chúng ta bắt đầu với Lesson 1 các con nhé. This is the letter X. The letter X makes the X sound. Ox. Box. Taxi. Vậy là ba chữ cái mới mà ngày hôm nay chúng ta học được, đó là con bò. Ở đây các con thấy là một cái con bò đúng không nào? Và đây là một cái con bò đực. Thì con bò đực ở trong tiếng Anh được đọc là ox. Ox. Và tiếp theo đây là một cái hộp và một cái thùng, một cái hộp. Thì một cái thùng hoặc là một cái hộp thì sẽ được đọc là box. Box. Và cuối cùng thì cái này các con biết rồi đúng không nào? Một chiếc xe taxi. Và taxi trong tiếng Anh được đọc là taxi. Taxi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ listen, point and repeat các con ha. Ox. 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 Box. 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 Taxi. 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 Phần now color thì các con tự tô màu các con ha. Chúng ta đến phần look and listen. Bây giờ chúng ta xem thử là chữ X in hoa và chữ X thường được viết như thế nào các con nha. X. X. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2. Listen and point. Nhìn vào bức tranh này thì chúng ta thấy ở bên này có một bạn nhỏ đang rất là hớt ha hớt hải đúng không nào? Thì ở trên con đường này thì có trước tiên là một chiếc xe taxi, bên này là một cái hộp và cuối cùng là một con bò đực. Cái này là taxi, cái này là bus và cái này là ox. Bây giờ chúng ta xem thử là bạn nhỏ nói gì các con ha. Stop the taxi. Hãy chặn cái chiếc xe taxi lại. Stop the box. Hãy chặn cái hộp lại. Stop the ox. Hãy chặn con bò đực lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ listen and point các con ha. Stop the taxi. Stop the box. Stop the ox. Right, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là now match. Chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta đó là mình hãy dùng những cái mảnh ghép này và nối vào ba bức tranh ở đây sao cho trở thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cái này thì rất là dễ đúng không nè, nên các con có thể tự làm đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là chant and show. Phần này thì các con hãy đứng lên và chúng ta sẵn sàng để hát theo các con ha. Xa, ox. Xa, xa, xa. Ox. Ox. Xa, xa, xa. Xa, box. Xa, xa, xa. Box. Box. Xa, xa, xa. Xa, taxi. Xa, xa, xa. Taxi. Taxi. Xa, xa, xa.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lesson 2. Và lesson 2 nó sẽ nằm ở trang sách số 52 của các con. Nên hãy lượt sang trang sách số 52 để chúng ta bắt đầu các con ha. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với phần 4. Listen, read along. Look, the ox is in a box. Nhìn kia, có một con bò đực ở trong cái thùng. Stop the ox, please. Xin hãy chặn con bò lại. Look, the ox in a box is in a taxi. Nhìn kia, có một con bò ở trong một cái thùng và nó nằm ở trong chiếc xe taxi. Câu này có nghĩa là ở trong cái taxi đó có một cái thùng và trong cái thùng có một con bò đực. Stop the taxi, please. Xin hãy chặn cái chiếc xe taxi lại giùm với. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ listen, read along các con ha. Look, the ox is in a box. Stop the ox, please. Look, the ox in a box is in a taxi. Stop the taxi, please. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo đó là 5 song. Phần này thì cô Bella tin chắc là một trong những cái phần các con thích đúng không nè. Nên các con hãy đứng lên và chúng ta sẵn sàng để hát theo các con ha. Stop the taxi, stop the taxi, stop the taxi with the ox. The ox is in the taxi, stop the taxi with the ox. Stop the taxi, stop the taxi, stop the taxi with the box. The box is in the taxi, stop the taxi with the box. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta đến phần cuối cùng trong bài số 11 đó là lesson 3. Và lesson 3 nó sẽ nằm ở trang sách số 53 của các con. Nên các con hãy lật sang trang sách số 53 để chúng ta bắt đầu các con ha. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với phần số 6, 6, listening tick. Phần này thì chúng ta đã làm rất là nhiều lần rồi đúng không nè. Nên cô Bella sẽ không giải thích nữa mà chúng ta đi làm thẳng luôn các con ha. 1. R. 2. S. 3. V. 4. X. 5. W. 6. R. 7. N. 8. Qu. 9. T. 6, 6, 6, ox, box. Ox, ox, box.
box, taxi, taxi, six, six, window, window, violet, violet, taxi, taxi, watch, watch, box, box, van, van, vase, vase, ox, ox, ox. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành Unit 11 rồi. Cảm ơn các con rất rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella trong ngày hôm nay các con ha. Chúc các con luôn khỏe nè, luôn ngoan, học thật thật là giỏi, nghe lời ba mẹ, và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau các con ha. Bye bye!